Cách đây không lâu, một loài nấm trong Minecraft đã phát triển và bắt đầu ký sinh vào cơ thể của vật chủ. Vật chủ sẽ bị mất kiểm soát và điên cuồng lây nhiễm nấm ký sinh, rồi từ đó phát triển thành những cá thể cao cấp hơn với sức mạnh tăng gấp đôi. Và tất nhiên, khả năng lây lan cũng sẽ tăng theo. Thế là nguồn cơn của một đại dịch kinh khủng đã bắt đầu. Liệu rằng Lộc có thể sinh tồn và sống sót như thế nào? Lộc có thể đẩy lùi được đại dịch hay sẽ bị quân đoàn nấm ký sinh bao vây và sơ tái? Câu trả lời sẽ được giải đáp trong hành trình Đại dịch nấm ký sinh. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft, đại dịch nấm ký sinh. Và tình hình thì cũng vì những cái sự bất cẩn dễ y của mình á, không dọn dẹp đại dịch kỹ càng. Thế nên là bây giờ gần như là mình đã bị cái đại dịch nấm ký sinh này nó bao quanh căn cứ luôn rồi các bạn ạ. Bây giờ tất cả chỉ vì sự chủ quan của mình. Ủa? Và kia là cái cuộn bay bay mà các bạn nói ở những tập trước đúng không ta? Bữa nay nó đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Ê, ui, nó xuất hiện trong căn cứ mình luôn. Oh my gosh, vậy là bây giờ căn cứ của mình cũng không còn đủ an toàn rồi các bạn ơi. Căng thật rồi. Kia là con quái vật mới. À, và hình như mình còn nhận được một cái nhiệm vụ mới các bạn. Và đây cũng là cái nhiệm vụ cuối cùng của mình trong cái hành trình đại dịch nấm ký sinh. Chúng ta sẽ có hai hướng các bạn. Một là thành công đẩy lùi đại dịch, và hai là thất bại trước đại dịch đó. Và nhiệm vụ của mình đó chính là mình sẽ tiêu diệt để coi coi 20 con đen đen nè, rồi 20 con Hindenburg. Hindenburg hình như là cái con mới các bạn, cái con mới xuất hiện gần căn cứ mình. Và 20 con bắn tùm lum nè. Hell no. Thì mình thử tiêu diệt con đó trước cái đã. Đứng trong này mình nã ra có vẻ nó không phát hiện mình các bạn. Cũng có lý ha. Cứ lấy súng mà ha, nhắm thẳng vô người nó mà bắn thôi. Ok, chỗ này có vẻ nhiều máu nè. Bắn được nhiều máu nè. Một bắn. Ê, vậy là chúng ta hoàn toàn có thể cố thủ bên trong các bạn. Được nha. Ê. Ủa? À, hình quá, nó xuất hiện ở ngoài các bạn ơi. À ha, hai con rồi, đúng không? Chính xác, đó là con Hindenburg các bạn. Wow. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài là được các bạn. Cố thủ bên trong thôi. Đợi hoàn thành xong cái nhiệm vụ này trước cái đã, rồi chúng ta mới ra ngoài ha. Nhưng mà lúc nào cũng phải kiểm tra cái cục CDU này nha. Tại vì cái này là cách duy nhất để mình có thể bảo vệ em ngựa bên trong các bạn. À quên nữa, lấy đạn ra nữa chứ. Không thôi là một hồi không có đạn mà bắn luôn á. Xong xuôi rồi thì nạp đạn lại cái nè. Chuẩn bị bắn tiếp những cái con mà nó dám lén phén lại gần á. Đây rồi, phiên bản 5.0 của Genshin Impact có tên Sắc Hoa Rực Rỡ Trong Hành Trình Nắng Cháy đã cập bến rồi các bạn ơi. Phiên bản này đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình phát triển của Genshin Impact. Cho nên, ngoài nhân vật mới và vùng đất mới Natlan, chúng ta còn có vô vàn phúc lợi cho người mới. Có thể nói đây là phiên bản cập nhật lớn nhất từ trước đến nay. Vừa nhìn, mình đã vô cùng ấn tượng bởi vẻ đẹp của vùng đất mới Natlan. Hỏa quốc có những dãy núi dẫn dắt những con đường hoa lệ. Ở đó có những chú rồng bơi lội dưới suối truyền tin tức suốt đêm, xuyên qua những tế đàn gực cháy trên vùng đất mà loài người chung sống với Saurians. Chuyến mạo hiểm chưa từng có trong lịch sử sắp bắt đầu. À mà khoan, trước tiên hãy chào đón nhân vật 5 sao hệ thảo mới, đó chính là Kinnick, ra mắt vào ngày 18 tháng 9. Xuất thân là một thợ săn trong bộ tộc dòng dõi vườn treo. Kinnick sống trong các khu rừng và vách đá ở vùng Natlan. Anh nổi tiếng với khả năng sử dụng trọng kiếm và có người bạn đồng hành đặc biệt, đó chính là Acho, một loài khủng long nhỏ. Kỹ năng của Kinnick mang tên đứng cùng vị vua rồng. Khi kích hoạt, Acho, người bạn đồng hành của Kinnick, sẽ phun ra luồng hơi thở mạnh, gây sát thương hệ thảo trên diện rộng lên kẻ địch. Đồng thời, cũng có một nhân vật 5 sao hệ lôi rất được yêu thích trong Genshin Impact, đó chính là Raiden Shogun, cũng sẽ quay trở lại vào ngày 18 tháng 9 đó nha. Và còn có một số nhân vật khác đã ra mắt như Mulani, 5 sao hệ thủy, Kadehara, Kazuha, 5 sao hệ phong, và Kachina, 4 sao hệ nham. Còn bây giờ không để các bạn đợi lâu, mình sẽ trải nghiệm liền phiên bản 5.0 đầy hấp dẫn này. Như các bạn đã thấy, với sự trợ giúp của Saurians thì việc vượt qua các thử thách tại Natlan chỉ là chuyện nhỏ. Coi kìa, mình có thể lặn, leo núi rồi thu thập những cái đồng xu, quá là dễ dàng luôn. Thích thiệt các bạn à. Chưa hết, còn có thử thách cùng Saurians. Các bạn hãy cùng với mình xem coi có thể hoàn thành thử thách này không nha.
Oh my god, oh my god, quả thật là không hề đơn giản một xíu nào các bạn ơi. Và mình đặc biệt thích đó chính là thử thách sử dụng sao rành, đu dây và lấy vật phẩm. Các bạn có thể thử nha, biết đâu lại thích giống lọc thì sao. Nói chung thì các thử thách cùng khủng long Saurian rất là thú vị các bạn ha. Nhưng trong phiên bản này các bạn còn có thể tham gia sự kiện thú vị không kém có tên cuộc tẩu thoát bùng nổ của Dodoko, khiêu chiến nổ cá kỳ thú. Chỉ huy Dodoko đặt bom và kích nổ chúng, đẩy lùi tất cả cái địch cá sân và nhận phần thưởng. Bạn nào muốn dễ thì có thể chọn chế độ nhẹ nhàng với điểm sức sống vô hạn để có thể tận hưởng trò chơi thú vị này nha. Và còn vô vàn những phúc lợi hấp dẫn trong phiên bản 5.0, sắc hoa rực rỡ trong hành trình nắng cháy, chẳng hạn như đăng nhập nhận nhân vật 5 sao tự chọn, điểm danh nhận 10 mối duyên vân vân, tham gia sự kiện tại web để nhận vũ khí hỗ trợ khám phá Nathlan, rồi còn có thể nhận ngay 1600 nguyên thạch khi đăng nhập vào 28 tháng 9 và còn rất là nhiều điều thú vị khác đang chờ đợi các bạn trải nghiệm trong phiên bản 5.0 này. Thế nên chẳng chờ gì nữa mà không tải ngay Genshin Impact về máy, link tải game là có đặt dưới phần bình luận và mô tả của video nha. Kìa. Có một con đen thui thù lùi ở dưới góc đó các bạn ơi. Có vẻ là do không được nở từ trong kén nên là bọn này cũng không quá trâu các bạn ơi. Mình cảm thấy vậy á. Nó bay rồi. Hình như con đó không bắn xuyên cái kính được các bạn ơi, nên cũng đỡ lo một xíu. Còn con đen đen đó thì nó khá là chậm chạp á, nên là không sợ lắm. Rồi, đứng góc này mà bắn nó thôi. Bắn đúng cái đuôi nó thôi các bạn ơi. Ủa xa xa có cái con bắn tùm lum hay sao ấy. Rồi ok. Còn cái con kia thì nó đang ở trên nóc. Ê, sao hai con như vậy? Yêu. Ê, ẩu thật nha. Nó đang muốn tấn công vô căn cứ mình các bạn. Nhưng mà nó chưa biết cách nào thôi. Oh no. Cố thủ. Ráng thôi các bạn ơi. Ây da, trời, nó bắn qua đây. Ui, Đáp xuống đây lấy lượng hái, gặt nó luôn. Vũ khí mới của mình. Này thì hay nhờn. Ê, nhưng mà khi nó phát nổ ở gần cái căn cứ mình thì nó sẽ làm vỡ những cái hàng rào nhá. Mình phải nhanh chóng vô trong lấy hàng rào và phá lại thôi các bạn ơi. Cứ để như vậy một hồi là banh hết hàng rào đấy. Ok, thêm một con nữa. Ok, đi phá lẹ. Rào hết luôn. Rồi. An toàn trở lại rồi các bạn. Có vẻ là việc con này nó. Oh my god. Tính ra là nhờ mình làm cái căn cứ siêu cứng này á, thì mình mới cố thủ tới bây giờ được á các bạn ạ. Chứ không thôi chắc là mình end từ mấy ngày trước rồi. Ê, hết đạn, nạp đạn vô cái đó. Ok, xong rồi thì bắn tiếp thôi. Bọn chúng không có cách nào đột nhập vô đây được, nên là kiên trì mà săn từ bên trong ra ngoài thôi các bạn. Đấy, đó, bắn vô chỗ này có vẻ là điểm yếu của nó nè, cái phần đầu nó nè. Chắc thương chí mạng liên tục luôn ha. À, con đó yếu lắm rồi. Nhắm nó bắn trước. Ok, yes sir. Còn con nào gần nữa không? Ok, kìa, còn con kia. Nó mắc kẹt ở đó các bạn ơi. Lựa một góc thích hợp và bắn nó thôi. Kiên trì một chút các bạn là được. Tại vì nhiệm vụ của mình tiêu diệt tới tận 20 con lợn, nên là mình ra ngoài thì không khác gì là nộp mạng cho bọn chúng ấy. Có căn cứ an toàn thì chúng ta tranh thủ tận dụng á. Tedu còn năng lượng không vậy? Để mình kiểm tra cái đó. Ok, vẫn còn các bạn ơi. Lâu lâu là nhớ kiểm tra Tedu ha. Rồi, hướng này thì có vẻ bớt xuất hiện lại nè. Bên này thì sao? Ui, bên này có mấy con Sager. Nhưng mà hình như trong cái nhiệm vụ này không có đề cập tới những con Sager các bạn ơi. Nên cũng giảm áp lực cho mình được một xíu ha. Ui, nhưng mà nó mò lại đây rồi. Nhưng nó thấy rồi sao á. Ui, hướng này có vẻ nó bắn hơi nhiều nè. Mình qua mình coi thử coi. Đúng rồi, có các bạn ơi. Tiếp tục, nã nó thôi. Để chắc cú hơn thì mình sẽ đặt một cái CDO và nạp mới hoàn toàn cho nó cái ha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ đi ra ngoài săn luôn các bạn. Có vẻ là hết cái con nào nó xuất hiện gần nhà rồi. Bắt buộc mình phải đi săn rồi đó. Mà đi săn thì các bạn không biết rồi ha. Mức độ nguy hiểm của nó là cực kỳ cao luôn. Lên nóc đi. Ok, ít ra ở trên nóc thì nó vẫn đỡ hơn là ở dưới. Rồi, góc này có vẻ đẹp nè các bạn. Nã dưới thôi. Nó chuẩn bị bắn lên mình đó. Hên quá, nó bắn hụt. Con đã gà. Này thì gà hả, xác định đi. Ui, nó trâu quá. Ok, cũng hạ được rồi. Ôi. Con đùi gì vậy? Nó thiệt. Hạ nó lẹ. Ok. Rồi, trở lại công việc săn những cái con mà trong danh sách nhiệm vụ của mình thôi. À, kìa. Con
bắn lên trời cơ. Đó lại bắn lên trời tiếp đó. Nhưng mà con rối yếu nó bắn không tới các bạn ơi. Không tới xác định ngươi rồi. Để tao bắn ngươi trước, lấy lợi thế nè. Xong phiền. Có đạn, nạp đạn lại cái đó. Kìa, trời nó quậy. Tính ra địa hình đây tàn phá dữ là cũng tại con đó không á các bạn ơi. Sau khi nạp đạn xong rồi thì chuẩn bị. Gì đây? Trời nó bắn lên đây à? À, thích bắn lên đây à? Rồi, bắn nó đi. Quay, tính ra phòng thủ ở trên nóc căn cứ mình cũng khá là nguy hiểm các bạn ơi. Trời, nó bắn suýt nữa thì bắn mặt mình rồi. Hên đó. Thôi. Ok, nó bắn hộp. Bắn hộp thì người xác định với ta. Chưa xem qua nãy giờ mình săn được bao nhiêu rồi. Mình đã được 23% cái nhiệm vụ rồi các bạn ơi. Cố lên. Cố thủ từ đây tới sáng mình nghĩ là chúng ta có thể hoàn thành được đó các bạn ơi. Ê. Trong nhà mình các bạn ơi. Oh no. Có biến, trong nhà mình có biến. Yêu. Mình phải phá lại thôi. Oh my gosh. Con đùi gì ấy? Bất cẩn một xíu thôi là bọn chúng phá hủy căn cứ mình liền. Bọn chúng đang có dấu hiệu tìm cách phá căn cứ mình trước các bạn ơi. Mình sẽ không cho bọn chúng làm điều đó đâu. Đặt thêm xe đu đây nữa. Đây là cái gì đây? Cục này là cục gì nữa? Ok, nhưng mà nó biến mất rồi. Yêu. Không ổn rồi, các bạn đợi mình xíu, mình dọn bớt mấy cái cục này cái đó. Tiếp theo, đó chính là mình sẽ vá lại cái chỗ nào mà nó bị vỡ hàng rào ha. Trời đất ơi. Ý là làm bằng hàng rào siêu cứng rồi đó. Nhưng mà bọn chúng vẫn có cách để phá các bạn ạ. Tình huống này mình không lường trước được các bạn ơi. Gì đây, con nào cầm dao gì sau lưng đây? What the heck? Gì vậy? Rồi xong phim, vá lại thành công rồi các bạn. Đỡ lo hơn xíu. Ui, ê. Phải lo nha. Ê, con xe gơ. Ui, bữa nay con xe gơ này nó bị yếu đi rồi các bạn ơi. Ra là vậy. Oh my gosh. Vậy cũng đỡ cho mình. Chứ không thôi, những con xe gơ đó là thực sự là nỗi ác mộng cho mình ở những tập trước luôn á các bạn ơi. Hên quá. Cũng do chúng ta đã làm cái nhiệm vụ săn xe gơ hôm bữa. Ê, phương này cũng quá trời chỗ bị vỡ hàng rào nè. Bạn đang ơi. À, mà bạn nào có nhu cầu mạp Roblox, Lovebrood hay là Unitelet thì có thể gửi vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Ok. Sau khi vá xong thì check lại những cái CDU xem coi nó còn đủ năng lượng hay không á. Dọa trên nóc nhà nữa kìa. Ủa, cái này gần hết nè. Mình sẽ tranh thủ mình nạp vô lại cho nó đầy lại cái ha. Ok. Tiếp tục lên nóc nhà thôi. Ôi, em ngựa còn không vô? Ok, em đại cường vẫn ổn các bạn ơi. Em vẫn không bị mất máu ha. Vậy thì được rồi. Tại cố thủ trong này thì sẵn tiện bảo vệ em luôn á, chứ không gì hết. Rồi, con kia là đây, xanh chín với người luôn. Lại đây. Oh my god. Nó bay các bạn ơi. Đừng tưởng bay là thoát. Bay thì ăn đạn đó cu. Dạ, trời ơi, nó bắn kìa. Đó. Cứ tiếp tục áp sát như vậy đi. Là cơ hội vàng để chúng ta ha. Tăng nó các bạn. Chỉ cần trong phạm vi an toàn này là được ha. Để xíu là được. Đó. Ok. Mấy phần trăm rồi? 33% cái nhiệm vụ rồi các bạn. Nãy giờ mình tiêu diệt cái con bye bye là nhiều nhất ha. Tiếp theo là cái con nổ. Những cái con đen thì có vẻ là những con mà ít săn được nhất nè. Ok, đằng kia có con phát hiện. Săn nó liền thôi. Cố lên. Ui, lại thêm một con khác nữa. Bây giờ hết đạn rồi. Chỗ năng gốc két luôn. Bành xác nha cụ. Tiếp tục. Nã tiếp cái con đen. Ui, hai con luôn à. Wow. Hai con định đi hẹn hò gì? Hai con kia. Quái vật nhiễm nấm ký sinh mà mày đặt cặp bồ rồi ha. Dữ ha. Rồi. Cho đi chung luôn. Ui, dưới kia con đen nữa kìa. À, mới than săn ít cái nó xuất hiện liên tục luôn các bạn. Thời tới. Ê, tính ra lúc đầu á mình chọn cái căn cứ mình ở cái chỗ đồi này hợp lý ta. Kiểu nó bị cao á, bọn này lên trên đây cũng vất vả lắm các bạn à, không dễ đâu. Nên là nãy giờ mình mới có thể ngồi đây và săn bọn chúng dễ như vậy đó. Chứ không thì xác định luôn. Ô, quên con Sager đó, không cần săn. Săn mấy con này nè. Tiết kiệm đạn các bạn. Chỉ dành đạn cho những con mà chúng ta cần hạ gục thôi.
Ok. À, đi đâu mà vội mà vàng con kia. Nó khuất rồi các bạn. Bài xuống đây xíu. Để trong cái tầm bắn á. Rồi, ngã nó tiếp. Ây ơi. À, tấn công lén hả cô? Cô máu luôn. Sách lưỡi hai ra mà gạt nó. Ui. Ây. Oh no. Ê, tí nữa là chúng ta kết thúc hành trình ngay tại đây rồi. Mẹn đấy thôi. Không đâu an toàn bằng ở nhà hết các bạn ơi. Đi xa khỏi khu này là bão táp thiệt chứ. Chưa gì nó làm quá suýt nữa thì đi bán muối rồi. Vậy chứ tính mạng vẫn là quan trọng nhất các bạn ơi. Ở đây thôi. Xung xung là bị nớp sọt lên. Ok. Tranh thủ hạ những con bay này trước đi. Nó trong tầm bắn của mình nè. Alright. Ôi những con này như sinh ra trong kén hay sao vậy? Nó gần cái kén bự đằng kia kìa. Hết luôn rồi, không còn thấy những cái con trong danh sách mình săn luôn rồi các bạn ơi. Toàn là những con Saiger thôi à. Hell no. Vậy là muốn săn thêm những con đó mình phải mạo hiểm hơn rồi đó. Ok. Thôi được. Tới nước này thì mình cũng phải làm liều thôi. Bay ra xa một xíu là được ha. Kiếm một góc an toàn và tiếp tục công cuộc nã đạn của mình trước khi con Saiger nó mò lại nha. Trời ơi, nó muốn đỡ đạn cơ. À này thì tính đỡ đạn cho người bạn kia hả? Đâu dễ đâu cô. Bắn người luôn nè chứ đỡ đạn. Láo nháo hả? Ê hết đạn. Bay lên trời nạp đạn lại cái. Oh my god, cái chỗ này sao giờ nó tan hoang vậy trời. Yêu. Chỗ này giờ nhìn kinh vãi luôn á các bạn ơi. Kiểu địa hình này nó bị tàn phá dữ dội luôn á. Dạ. Thiệt tình. Ê, nó mò tới. Lại đây. Lại đây. Trời. Hình á. Mình chạy kịp. Let's go. Nói chung thì giữ khoảng cách an toàn là được ha. Và tránh để trường hợp bị dồn vô góc. Chứ không thôi dù mình có light steel nhưng mà mình vẫn không hồi phục kịp trước những phát cắn chí mạng của bọn chúng đâu. Nếu mà muốn nhiều nữa mình nghĩ là mình vô trong những cái kén này sẽ nhiều hơn nè các bạn. Nhưng mà rủi ro nó cũng cao hơn á. Như vậy đánh đổi như vậy thì cũng không đáng lắm á. Ê cẩn thận nha. Con này mình chưa biết cái năng lực của nó nha. Hồi nãy giờ nó chưa tung cái đòn nào quá là gắt các bạn. Không biết nó có giấu tuyệt chiêu không nữa. Chứ con đó mình đánh giá là một trong những con nguy hiểm nhất á. Thứ nhất là nó biết bay và thứ hai là nó đang giấu nghề nữa. Ôi như vậy mình bắt đầu dần dần chiếm lại lợi thế ở khu vực này rồi các bạn ơi. Ừ bọn chúng bắt đầu xuất hiện thưa dần rồi. Hết đông như hồi nãy rồi. Wow. Tính ra gì cũng hay. Bọn chúng cũng dần yếu hơn rồi nè. Bây giờ mới là tình huống mình đi săn bọn quái vật nhiễm nấm nè. Chứ không để cho bọn chúng săn mình nữa. Ok lại đây nhóc. Rồi. Ở đây nhóc cũ. Dạ trời. Của em đó bắn à. Ghê phết đấy chứ. Ui. Tôi. Cái kén này bị vỡ nè. Oh. Wow. I see you. Nó muốn chui ra lắm rồi đó các bạn. Nhưng mà nó chưa tìm cách để chui ra được á. Tranh thủ lúc này. Chúng ta tấn công nó thôi. Đột nhập vô cái nơi mà bọn chúng được đẻ ra. Đây nữa nè. Ui hết đạn. Cốc két. Ui cũng chưa có đạn luôn. Trời ơi. Ẩu thiệt chứ. Rồi. Bành xác luôn nha cụ. Nữa kìa. Ây da. Trời ơi bắn hụt rồi. Ui. Trời. Bắn hụt một cái là nó phản đam các bạn thấy gắt không? Cực gắt luôn á. Mặc dù đã bị giảm sức mạnh khá nhiều nhưng mà muốn chúng vẫn rất là đáng sợ các bạn ơi. Coi trong kén này còn không? Ui da, con kia nó bay ra được bên ngoài rồi. Ê! Trượt chân. Trời ơi, lột vô cái kén nó luôn. Ok, góc này an toàn nè. Tiếp tục. Nhắm thẳng vô nó thôi các bạn. Ok. Thốn tận rốn chưa? Ok, vậy là mình đã săn được 20 con Hindenburg rồi. Ui. Lại lọt vô kén nữa rồi. Tiếp theo, mình sẽ đi săn những con... đen thui thù lùi ha. Con đó là một trong những con mình thấy săn dễ nhất các bạn. Tại vì nó di chuyển khá là chậm á.
Nhưng mà gặp nó thì cũng không dễ lắm nha. Bây giờ mấy con đó có vẻ xuất hiện rất là ít các bạn ơi. Trời ơi. Ở đây đây đây. Vậy mà ở tít dưới hang này nè lại có nó. Ảo thật đấy. Ý con Sager nữa. Ui. Ây. Trời ơi con Sager khó chịu thiệt. Nó dí mình tới cùng luôn mà. Thì cái tên á Sager hả? Ui dạ hết trạng luôn. Ui ui ui. Cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Cốc két. Mình sẽ cho bọn chúng ăn cốc két. Ăn cốc két đi. Cốc này có vẻ cao hơn bọn chúng nè. Ok, bắn sát một con Sager rồi. Tranh thủ tranh thủ tranh thủ. Nạp đạn lại cái các bạn ơi. Ui nó chậm chậm cơ. Đã chưa? Nã cốc két xuống các bạn ơi. Cơ hội vàng cơ hội vàng. Ây da bắn hụt. Ui mình còn có 3 quả cốc két hả? Ê, nắp sát. Oh my god. Oh my god. Bắn thêm một quả nữa đi. Một quả cuối cùng. Thành công hay thất bại đây? Ui thất bại rồi, không đủ đam hạ nó các bạn ơi. Nó tới cái bên mình nè. Ây da. Ui hình như đạn mình cũng sắp hết rồi, mình còn 61 viên. MG3. Ủa M249 thôi các bạn. Lại đây. Lại đây. Xanh chín với người luôn. Bọn đó dũng cảm đấy. Nó biết mình thích đạn các bạn ơi. Nó đang muốn úp mình đó. Không sao, mình còn MG3 mà. Ô lộn, mình còn RBK mà. Chắc ngươi quên là tao còn có hàng nóng khác à. Này thì tính úp sọt ta hả? Này thì úp sọt. Yes sir. Chúng ta đã dọn được một cái ổ. Những cái con đang thui thù lùi kia rồi. Cái con bắn. Con bắn tùm lum. Đây đây đây. Bắn tùm lum với chúng tôi. Ui ở đây nữa. Bắn tùm lum nè. Con này nó phát nổ. Cẩn thận cẩn thận. Mình phải hạ nó trước. Không thôi là nó sẽ bắn những cái cục lên trời á. Rồi nó nổ ngay mình nữa thì mệt các bạn. Đi chỗ khác lại. Mấy con kia. Mệt quá. Mình vẫn còn đạn MG3. Ủa được rồi BK các bạn. Không thôi chắc mình cũng hơi vất vả trong việc săn bằng cận chiến đó nha. Ồ đây 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 còn con đen đen nữa nè. Đang gán sàn cho hoàn thành nốt cái nhánh này đi. Ê. Ê. Ui không. À. Ui nãy giờ mình quên. Mình không về nhà. Mình châm thêm Ice Canister các bạn ơi. Mình nó không bảo vệ được em ngựa rồi. Mình là một người bạn tồi rồi. Mình không bảo vệ được em ngựa. No. Trời ơi. Công sức từ đầu tới giờ. Ráng cố thủ. Bây giờ đổ sông đổ biển hết rồi các bạn ơi. Tưởng chừng là mình bảo vệ em ngựa tới cuối hành trình được rồi. Ai dè. Thiệt luôn. Chắc tại mấy con kia nó nhiều máu quá, xe đu không hạ được á các bạn. Hoặc là hạ kiểu nó bị chậm á. Nhưng mà cũng do mình bất cẩn nữa. Chỉnh mãi đi ra ngoài săn không có để ý căn cứ gì hết. Thiệt luôn á, bọn chúng mà chơi tới cái bài này thì mình ha, hết đỡ nổi luôn á các bạn à. Tạm gác lại cái chuyện buồn đó ha. Mình sẽ gán hoàn thành cái nhiệm vụ này và giải quyết cái đại dịch gần căn cứ mình trước rồi đó. Nữa kìa, nó lại xuất hiện trong căn cứ mình nữa kìa. Thấy ghét chưa? Rồi, các người ngon rồi. Người ha, dám đột nhập vô căn cứ của ta để úp sọt như vậy. Được lắm. Đợi ta một xíu. Ta hoàn thành xong nhiệm vụ nhất định ta sẽ trả thù các người. Không cho bọn chúng bùng phát ở đây nữa các bạn ơi. Để mình check lại phần nhiệm vụ coi coi nãy giờ chúng ta được 78% tiến trình rồi các bạn ơi. Giờ mình sẽ tập trung tìm hai loài duy nhất thôi. Đó chính là cái con đang thui thù lùi này. Và những con bắn tùm lum lên trời ha. Ui. Trời, bữa nay nó còn nhảy nữa chứ, ghê thế nhờ, kinh thế nhờ. Chú em cũng kinh đấy. Tiếp tục nào. Thêm một con đang thui thù lùi khác nữa. Nhắm vô đầu bắn như vậy thì sao mà chịu nổi. Xong rồi. Bây giờ chỉ còn săn nốt những cái con tròn tròn mà hay bắn tùm lum thôi các bạn.
Đó là những con hiếm nhất từ nãy tới giờ luôn á. Số lượng xuất hiện không quá nhiều á. Ui da. Mà mỗi lần lại gần cái con đen thui này là mình lại bị nó thấy đường á các bạn. Cực kỳ khó chịu luôn. Ồ, con cuối cùng nó lại cả gan áp sát ngay căn cứ mình luôn kìa. Ây da, chưa, mình chưa cài đạn. Ui, lận hai ba con như vậy. Tới hồi hả? Ok, con nào gần mình ưu tiên. Chặt đẹp nó luôn. Rồi. Mình đã chính thức xong cái nhiệm vụ cuối cùng rồi các bạn. Let's go. Giờ thì mình sẽ bắt đầu nhận phần thưởng sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ hơi bị vất vả và có một chút hy sinh ở đây ha. Đó chính là một cái trái bom X500 các bạn ạ. Bom X500. What the heck. Và bây giờ trước khi mình sử dụng vũ khí mà hoàn thành từ cái nhiệm vụ, chúng ta cũng ngắm lại cái khu vực này ha. Giờ các bạn thấy rồi đó, lúc trước là một cái ngọn đồi xanh mướt luôn. Bây giờ sau khi mà đại dịch xuất hiện ở đây thì địa hình bị phá hủy cực kỳ nghiêm trọng nè. Căn cứ mình cũng tan hoang. Mình thì mất đi em ngựa. Còn lý do gì nữa mà mình phải bảo vệ khu vực này? Không có chừa một cái gì ở đây hết á. Ăn cái đi cho no bụng trước. Rồi. Ui sao lắc luôn rồi. Ok. Sao lắc luôn rồi. Oh my gosh. Một quả đầu tiên. Quả thứ hai. Lại lắc tiếp rồi. Đợi cho nó lắc cái các bạn ơi. Oh my gosh. Một quả thôi kìa. Coi kìa nguyên cái kén chà bá lửa. Gần như là bốc hơi lập tức các bạn ạ. Quả thứ ba. Mình sẽ đếm từng quả luôn để coi mất bao nhiêu quả để chúng ta biến khu này thành bình địa ha. Ui cái này hình như nó loát hơi lâu các bạn ơi. Tại sức công phá của nó rất là cao luôn á. Đấy. Tan hoang liền. Nếu mà chúng ta nhắm chuẩn á, một quả một vô giữa kén thôi là bay luôn cái kén đó cho mà xem. Chẳng hạn như bên kia ha. Mình sẽ thử nhắm qua bên đó. Thấy không? Ui không biết hết. Ui đó các bạn thấy không? Chạm một phát là bốc hơi liền luôn. Dùng CDU thì không biết khi nào mới dọn dẹp nhanh như vậy á các bạn ơi. Ui nhưng mà cái kén đó chưa bị tiêu diệt hoàn toàn hay sao á. Mình phải tiêu diệt cái lõi đó trước rồi đó. Tại vì nếu mà còn lõi thì nó vẫn sẽ vá lại được thôi các bạn. Đây nè. Cái lõi nó nè. Lõi hả? Lõi. Lõi với chúng tôi. Còn sót một vài con. Mình phải bắn hạ nó trước cái đó các bạn ơi. Không thôi nó phiền. Mình không có chọi bơm được á. Ê. Oh my gosh. Ê. Mình biết tuyệt chiêu của cái con bay kia rồi. Nó sẽ phát nổ cực mạnh các bạn ạ. Eo. Hên là nãy giờ mình chưa trúng cái đòn này quá nhiều các bạn. Chỗ này còn sót nè. Cho thêm một trái nữa đi. Cho nó ha. Sạch sẽ hẳn luôn các bạn. Hơi lắc xíu. Ok. Xác định các ngươi rồi. Thứ gì chịu nổi. Bọn chúng đã triệt đường sống của mình rồi. Thì mình cũng phải triệt luôn cái nơi ở của bọn chúng các bạn. Mặc dù bây giờ mình đã có loại bom gọi là siêu khủng luôn các bạn, để có thể phá hủy những ổ dịch, nhưng tốc độ mà bọn chúng phát triển như cây nấm có vẻ là ngoài cái tầm kiểm soát của mình rồi các bạn ạ. Và gần như đại dịch này chúng ta không thể nào mà đẩy lùi hoàn toàn được á. Cái việc đẩy lùi hoàn toàn có vẻ là chỉ nằm trong tưởng tượng của mình thôi các bạn ơi. Thôi cơ, chưa gì bọn chúng đã tiếp tục mọc và lây lan cái đại dịch này tiếp ở dưới lòng đất rồi. Chỉ tiếc á là mình đã không thể bảo vệ những người bạn của mình cho tới cuối hành trình ha. Việc thành công nhất của mình chắc là đã gán sống sót tới bây giờ thôi. Mình thật sự đã thất bại trước cái đại dịch này rồi các bạn ơi. À mà sẵn tiện thì thôi, để mình dẫn các bạn đi tới cái chỗ hòn đảo nấm nơi mà cái đại dịch này bắt đầu ha. Mình nghĩ cũng sẽ có rất là nhiều bạn tò mò về khu vực đó đó. Tuy nhiên thì trước tiên mình cần phải tìm cái đảo nấm cái đó. Ở đây có dấu vết của những cây nấm rồi. Ồ đây rồi. Cuối cùng mình cũng đã tìm ra được cái viện nghiên cứu nơi mà đại dịch nấm này bắt đầu rồi nè các bạn ơi. Nó nằm ngay trên cái hòn đảo nấm này luôn. What the heck.
Wow, nhìn kinh thiệt chứ. Ê, nhưng mà các bạn có thấy lạ không? Là chúng ta không còn gặp những con quái vật nhiễm nấm ký sinh, mặc dù đã tới cái khu vực mà đại dịch nấm này nó bắt đầu. Hả? Hay nữa nó nằm ở trong này ta? Hay là nó trốn trong này? Ui, cũng không có luôn. Không hề có quái vật nhiễm nấm ký sinh ở trên cái đảo này các bạn. Ê, mình cứ tưởng ở trên đây nó phải nhiều hơn tất cả những nơi khác chứ. Để coi trong phòng thí nghiệm này còn sót lại cái gì không. Ui, đồ đạc trống không rồi các bạn ơi. Chỉ toàn là những cái cơ thể bám đầy những cây nấm thôi. What the hell? Tại sao căn cứ mình lúc đầu không yên bình giống vậy đi? Sao đợi tới lúc mình gần như là mất hết luôn rồi mới yên bình như vậy lại? Phải chi những cây nấm này là những cây nấm vô hại thì đỡ biết mấy ha. Nhưng mà nó đã thực sự là cái ác mộng đối với mình trong cái cuộc hành trình đại dịch nấm ký sinh này các bạn ạ. Phải chi mình thành công thì mình đã có thể nhận được phần thưởng rất là có xù rồi, đổi đời các kiểu luôn á. Nhưng mà mình đã quay vào ô thất bại rồi. Còn cái nịt các bạn ơi. Chịu thôi chứ biết sao giờ. Tại mình thôi, mình không đủ khả năng á. Phải chi lúc đầu á, mình mà không ý ơi đẩy lùi cái đại dịch gần căn cứ ngay từ đầu là mình đã bảo vệ được em ngựa rồi đó các bạn. Cho nên đó cũng là một bài học đối với mình đó. Có việc gì thì chúng ta hãy giải quyết ngay lập tức, đừng trì hoãn nó. Nếu giống như mình á, thì kết cục các bạn cũng thấy đấy, sẽ để lại một cái hậu quả rất là lớn các bạn ạ. Và trong hành trình này thì chúng ta cũng có một số sự hy sinh cụ thể hơn. Đó chính là sự hy sinh của Đại Cường cũng như là Tiểu Cường ha. Mình đã không bảo vệ được những người bạn này trong căn cứ rồi. Ôi, ở đây nè. Thì ra đại dịch này vẫn chưa hết hoàn toàn trên đảo này các bạn ạ. Đúng như cái dự đoán của mình rồi. Mình đã sai ngay từ lúc bắt đầu cái cuộc hành trình này rồi ha. Ôi trời. Ui. Thì ra dưới này vẫn còn những cái căn phòng. Ui da, bảo sao. Đây là cái phòng thí nghiệm nè các bạn. Người ta nghiên cứu về cái đại dịch này á. Và kết quả các bạn cũng biết rồi ha. Chắc là cũng giống mình đấy. Để cho nó lây lan và bùng phát dữ dội chứ đâu. Ui, và có vẻ có rất là nhiều tầng luôn các bạn ơi. Này. Wow. Khu này cực kỳ rộng luôn á nha. What the heck, ở dưới này còn nữa nè. Oh my gosh. Yêu. Gần như đây vừa là một cái chỗ nghiên cứu và vừa là một khu vực trú ẩn của những nhà khoa học khi mà họ phải đối đầu với một cái đại dịch cực kỳ kinh khủng và hoàn toàn mới này các bạn ơi. Tuy nhiên thì chỗ này cũng không đáng để chúng ta gìn giữ nó làm gì hết. Vẫn giống như những chỗ khác, mình sẽ dọn dẹp cho sạch sẽ luôn ha. Và nói chung thì cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã đồng hành cùng mình trong hành trình đầy khó khăn này ha. Hy vọng là chúng ta sẽ còn đồng hành cùng với nhau trong rất nhiều hành trình tiếp theo trong thời gian sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những hành trình kế tiếp của mình. Đã tới lúc để chúng ta phá hủy hoàn toàn cái khu vực đáng ghét này rồi các bạn ơi. Biến khỏi mắt mình đi. Cho nó một quả. Ok, sạch sẽ liền. Nếu mà một quả chưa đủ thì thêm một quả nữa các bạn. Đáp xuống đây nhìn cho rõ nha. Oh my gosh. Xong. Vậy là cái phòng thí nghiệm về đại dịch nấm ký sinh này đã bị mình tiêu diệt hoàn toàn rồi. Còn bây giờ thì chắc mình sẽ đi tới một nơi thiệt là xa, nơi mà không còn những cái hình bóng của những con quái vật nhiễm nấm ký sinh này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.